Từ ở phía mạn Biarritz nhìn về Anglet thì các bạn thấy bãi biển Anglet chiều nay là như thế này đây các bạn ạ. Rất là hiền hòa. Nói là hiền hòa thôi nhưng các bạn nhìn thấy sóng cũng đánh tận sát vào bờ kia kìa. Có rất nhiều người đang là bơi nha các bạn nha. Lạnh. Lạnh phải nói là lạnh khủng khiếp đối với những người mà không dưới xuống xuống nước ấy, lạnh lắm, cóng tay. Cái lạnh ở đây nó tê tái như là như mình nói là lạnh như ở ngoài Bắc đấy. Đó. Bạn nhìn thấy biển chiều nay, biển Oseo vậy. Năm mới như thế là rất là hiền hòa rồi đấy các bạn nha. Hoàng hôn thì xuống mất rồi. Những cái bụi cây ở đây các bạn nhìn thấy nó đẹp chưa? Biển êm gốt luôn ấy. Khi mà mình dơ thấp xuống thì các bạn nhìn thấy nó phản lên cái màu sắc đẹp hơn. Còn nếu như mình dơ lên sát vào sát từ trên cao xuống ấy thì nó bị phản lại ánh sáng. Đó. Hơi rung tí vì là mình rét quá. La mer est très belle cet après-midi. C'est calme. Voilà. Au science aujourd'hui, c'est très aimable. Et il y a du monde aujourd'hui. Nghe thấy tiếng sóng ầm ĩ đấy, rất là dễ chịu. Biển này nó có tác dụng là chữa bệnh nữa đấy các bạn ạ. Và cái phần biển này là nó nằm ngay ở đằng sau cái cây đèn pha của biển ở vùng Biarritz đấy các bạn nhá. Đây là một trong những cái địa danh rất là nổi tiếng của cái vùng này. Cây đèn pha của biển thì các bạn thấy là buổi tối là nó có thể rọi rất là xa. Và rất nhiều những người cua rơ thì họ họ thích chạy xung quanh cái vùng bờ biển này. Bởi vì nó có tác dụng cho cái đầu óc của mình ấy. Cũng còn rất nhiều người đang là dạo chơi ở đây đấy. Cây đèn pha này đang được trùng tu lại cho nên là mọi người không trèo lên được, chứ còn bình thường có thể trèo lên để ngắm sang tận bên kia của bờ biển Biarritz đấy. Bình thường cái chỗ này là nó xanh mướt đấy, nếu như về về mùa mùa thu thì lá nó vàng rất là đẹp, nhưng hôm nay là các bạn thấy chỉ còn những đôi tình nhân lặng lẽ ngồi bên nhau ở dưới những gốc cây mà không còn lá nữa, nhưng vẫn rất đẹp. Đây là cái góc mà những người tình nhân là đến đây rất nhiều, cũng có những người một mình nữa, nhưng mà đây là cái góc rất là aimable, là rất là tranquille. Là con đường đi thì chúng ta thấy nó sẽ dẫn ra đằng kia và chúng ta sẽ nhìn hết sang được bờ biển Biarritz. Ở chỗ này thì chúng ta nếu muốn nghe tiếng sóng thì ngồi đây là thư giãn nhất đấy các bạn ạ. Rất relaxing ở cái phần này đấy. Có những con đường mòn chúng ta có thể đi xuống tận phía dưới, đến tận cái mô đá ở dưới kia. Nhưng mà nói thật là hôm nay là bên dưới kia cũng có nhiều thứ khám phá lắm, nhưng hôm nay mình không còn thời gian còn có thể xuống tận dưới cái mép nước kia nữa các bạn ạ. Rất đẹp đúng không? Hiền hòa, sóng trắng xóa trong suốt, không có đục ngầu. Có hôm biển nó động thì nó đục lắm, thì những cái bụi cây không còn đấy nữa. Đây cái bụi cây của biển thì bao giờ nó cũng còn xanh như này, nhưng mà những cây ở trên bờ thì nó không xanh. Đây là những cây của biển đấy các bạn ạ. Cả cái cây đèn pha nhưng bên dưới nó là một cái nhà, cái tòa patrimon để điều hành cái hoạt động của cái
cái ngọn đèn pha này các bạn nhé. Về mùa xuân thì ở mọi góc cạnh chúng ta có thể có những cái tấm ảnh rất đẹp chụp xung quanh cái cây đèn pha này, nó vô cùng đẹp. Ta tưởng tượng giống cây đào ở Việt Nam đúng không? Mai kia họ sẽ cắt cụt đi, cắt cụt đến tận cái cận to của nó đấy. Đây là những cái cây đặc trưng cho bờ biển Biarritz đấy. Mùa hè thì cái tán lá rất là rộng, nhưng mà đến mùa đông thì họ sẽ cắt hết tất cả những cái cành bé đi các bạn ạ. Đây là cái khu vực mà rất nhiều người chết đuối ở đây, cho nên người ta cảnh báo từ trước rồi. Bởi vì cái dòng chảy ở đây nó quá lớn, nó rất mạnh, cho nên là dù có những cái tảng đá nhưng mà cũng không được xuống, bởi vì sẽ bị cuốn đi hoặc cuốn vào trong đá mà người ta không tìm thấy đâu. Hồi xưa tàu bè đã bị cuốn vào đây rồi đấy. Đây là một trong những người thuyền trưởng mà có con tàu đã bị cuốn ở cái vùng này, và người ta memoir là ông ở đây, ông tên là Charles William. Đây bằng chứng cho các bạn biết là một trong những con tàu đã bị chìm và giạt vào cái phần này đấy, do bão gió mà nó rất là cao ở cái vùng này, sóng ấy. Người ta mô tả lại khi sóng nó lên thì nó gớm như này, nó cuộn vào đây như này. Hẳn con tàu mà 4 tấn mà còn bị cuốn vào đây đây các bạn ạ. Một trong những khi con tàu bị chìm ở đây, người ta vẫn giữ lại được cái chân vịt để mình đã nói trong rất nhiều video rồi đấy. Và bây giờ các bạn cùng tranh thủ ngắm nhìn cái bờ biển này vào trong một cái buổi chiều mùng 2 Tết nha các bạn nhé. Rất đông người đến đây ngắm. Lạnh lắm, lạnh không thể tả hết được. Kỳ lạ thay là mình rất thích ngắm cái vách đá ở đây. Bởi vì cái vách đá ở đây nó có cái cấu tạo rất là giống những cái vỉa than ở Hạ Long của mình. Nó từng lớp một, nó có những cái đường viền ấy. Đó. Giống như những cái sự hình thành đá vôi thì ở đâu nó cũng thế thôi. Nhưng mà những cái vỉa đá ở đây nó rất là đẹp. Cái vân hoa vân đá đây rất đẹp, và các bạn thấy hàng năm là sóng biển nó cũng đánh tụt xuống đây các bạn ạ. Hôm nay mình cho các bạn biết cái bờ biển Biarritz, nó rất là trong trong mà nó rất là hiền hòa nhé. Những ngày là không phải là quá nhiều, bởi vì chỗ này là cái chỗ cuộn sóng. Sẽ phát thông tin thu thu y si. Nhìn bên ngoài thì rõ lắm, nhưng mà vào trong máy của mình thì nó cũng chỉ đến cái mức nào đó thôi các bạn. Máy điện thoại mà, chúng ta chỉ nghe thấy được những cái tiếng sóng. Trước mắt mình thì là cái đảo chim ấy, nhưng mà nó quá nhỏ các bạn, chỉ nhìn thấy cái bóng lờ mờ màu trắng thôi. L'Alsace. Tu vas les fumer après.